Xin chào các bác ạ, Đồ Nhật Thanh Huyền hôm nay sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng cái em nồi cơm Hitachi dung tích 1 lít với mã RZ cạnh ngang TW3000K. Đây là cái dòng VIP nhất của hãng Hitachi các bác nhé. Với công nghệ là cao tần áp suất và steam cut. Steam cut là tuần hoàn hơi nước. Chúng ta sẽ không lo cơm bị khô khi dùng với cái dòng nồi cơm này. Đầu tiên chúng ta sẽ hàng đầu tiên là chọn gạo này. Đó. Màn hình LED sẽ hơi khó nhìn một xíu các bác nhé. Khi nhìn qua điện thoại. Chúng ta thấy đầu tiên nhá là gạo trắng này, tiếp theo đang nhấp nháy là gạo không vo này. Tiếp theo nữa là gạo hỗn hợp. Gạo hỗn hợp này thì chúng ta có thể dùng nấu với các loại đậu, đậu xanh, đậu hay là đỗ đen các thứ ấy, chúng ta ăn thực dưỡng các bác. Đó. Gạo lứt nảy mầm này. Gạo lứt này. Và cuối cùng đây là chế độ nấu ăn. Chúng ta có thể nấu ăn với các chế độ như là luộc trứng này, hay là làm bánh, hay chỉnh về thời gian chúng ta nấu. Và shop sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng với cái dòng với cái gạo trắng nhá. Gạo trắng đây thì đang mặc định cái hàng đầu tiên đó là hàng gạo về tiêu chuẩn, nấu tiêu chuẩn với là chế độ là gạo là nấu cứng hơn, giòn hơn. Nếu bác nào muốn ăn cứng giòn hơn một xíu thì chúng ta sẽ chọn chế độ đầu tiên này thì khoảng 45 phút. Còn nếu không chúng ta sẽ chọn sang chế độ dẻo dai, mochi mochi ấy, cái bánh mochi ấy. Thì đây cái chính là cái chữ này mochi trong tiếng Nhật. Thì 50 phút cái chế độ thứ hai này. Đó. Qua màn hình nó hơi khó nhìn cho các bác một xíu, chúng ta cái nhìn nhá, 50 phút đây thì chúng ta sẽ ấn nút nấu thì cơm sẽ là sẽ dai dai cho các bác ăn, mềm dai cho các bác nhá. Đó, 50 phút và nồi bắt đầu sẽ tính cái lượng gạo, lượng nước ở trong nồi để mà chuẩn thời gian cho các bác tắt đi. Và bên cạnh cái chế độ gạo mochi mềm dai này chính là chế độ nấu nhanh là 26 phút này. Sau khi chúng ta chọn ở chế độ nào thì chúng ta sẽ chọn về cái chế độ đó, nó nhấp nháy đây, xong rồi chúng ta sẽ ấn nút nấu nhá. Thì nồi sẽ tính thời gian cho chúng ta để nấu. Bên cạnh chế độ nấu nhanh hay chế độ là cơm trộn kiểu Nhật. Cơm trộn kiểu Nhật là cái cách nấu cơm của bên Nhật rồi, đó. Và dưới cùng đây cái hàng đầu tiên, cái chữ đầu tiên này, cái hàng thứ hai này thì chính là chế độ nấu cháo. Chúng ta muốn nấu cháo chúng ta sẽ chọn về chế độ này để chống cái việc là nước cháo, nước cơm nó bị rào ra ngoài nồi nhá các bác nhá. Vì khi chúng ta nấu cháo chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều nước, cho nhiều nước vào hơn so với bình thường đúng không ạ. Đó, nấu cháo thì chúng ta sẽ ấn nút nấu này. Đó, nấu cháo thì ở đây không hiển thị thời gian. Thì chúng ta cứ để mặc định khoảng 1 tiếng đi. Chúng ta mặc định 1 tiếng là nồi sẽ xong. Và cuối cùng bên cạnh nấu cháo đây, cái chế độ cuối cùng đây chính là chế độ nấu sôi. Chúng ta muốn nấu sôi chúng ta chọn cái này. Và đây là có chữ Yali đây, nó đang nhấp nháy vì vừa nãy shop vừa mới test nồi xong. Thì nó vẫn có cái áp suất nhé. Đây chính là chữ áp suất của nồi. Nó hiển thị nhấp nháy chứ nó không phải là cảnh báo lỗi, các bác lưu ý nhé. Chế độ nấu sôi đây. Gạo không vo thì cũng có các chế độ nấu như tương tự với gạo trắng như vậy. Rất là dễ sử dụng đúng không ạ? Tắt đi. Ngoài ra này, chọn gạo này, menu này. Đây cái nút đè nút lượng ít nhá. Nếu như mà chúng ta mà đang sử dụng đây là một cái em nồi cơm 1 lít nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ có một người ăn chẳng hạn, hoặc là hai người ăn thôi, lượng ít người ấy, thì chúng ta nấu lượng cơm ít thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ lượng ít này để chúng ta nấu. Rất là dễ dàng sử dụng. Bên trái phải, bên phải này chúng ta đây chính là giờ phút này và hẹn giờ. Ngoài ra đây chế độ ủ này. Ủ đây thì hiển thị không thời gian, đây nghĩa là không tiếng các bác nhá. Sẽ tính tròn tiếng là không tiếng hay một tiếng chứ không tính theo phút. Đó, và đây là ủ có hơi nước nhá, là sẽ tuần hoàn hơi nước lại. Thì khi chúng ta ủ cơm thì cơm nó sẽ không bị khô, không bị cứng khi chúng ta ủ. Đó, tắt đi. Ngoài ra chúng ta sẽ chỉnh về giờ các bác nhá. Thì chúng ta sẽ chỉnh về giờ. Về giờ hiện tại Việt Nam mình ấn và giữ nút giờ này. Thì chúng ta chỉnh về giờ. Đó, phút đây. Đó. Rồi. Đó. Thì nồi sẽ được về chuẩn về giờ của Việt Nam mình các bác nhé. Để chúng ta hoàn toàn yên tâm. Đó. Sử dụng. Đó. Ấn nút tắt đi các bác ạ. Ấn nút tắt đi thì lại sẽ nhớ lại cái thời gian mà chúng ta vừa cài đặt. Vì mỗi một cái em nồi cơm, mỗi một cái hãng nồi cơm thì nó sẽ là có cách cài giờ khác nhau. Khi chúng ta nhớ lại có nồi cơm thì ấn menu, có nồi cơm thì ấn nút tắt, có nồi cơm thì ấn nút nấu. Đó, hoặc có nồi cơm thì không cần ấn gì cả. Và chúng ta muốn hẹn giờ thì chúng ta trước tiên chúng ta chỉnh về giờ hiện tại Việt Nam mình. Sau đó là chọn chế độ nấu, ví dụ như ở trên này đã chế độ gạo trắng này, tiêu chuẩn nấu dẻo. Rồi thì giờ chúng ta sẽ chọn giờ, ví dụ như là chúng ta muốn buổi tối là 17 giờ 19 giờ 30 phút có cơm chẳng hạn nhé, 7 rưỡi tối ấy.
thì chúng ta sẽ chọn nhá. Đó, chỉnh về tăng về giờ đây. Về thành là 19 giờ này. Phút này. Đó, 30 phút. Sau đó là ấn nút nấu, cái nút nấu đang nhấp nháy này. Đó. Thì chúng ta sau khi ấn nút nấu thì nó sẽ sáng đèn là nút hẹn giờ ở đây. Và nhìn vào màn hình chúng ta cũng biết rằng là nồi đã nhận lệnh nấu hẹn giờ. 19 giờ 30 phút sẽ có cơm ăn với nấu ở chế độ gạo trắng tiêu chuẩn, nấu dẻo các bác nhé. Rồi, và trên đây thì Đồ Nhật Thanh Huyền đã hướng dẫn các bác cách sử dụng rất là chi tiết và cụ thể cái em nồi cơm Hitachi với mã RZ-TW3000K. Nếu như chúng ta cần một bản dịch tiếng Việt thì chúng ta hãy liên hệ qua số điện thoại Zalo ở góc phải màn hình chúng ta đang thấy. Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ gửi bản dịch miễn phí cho các bác, kể cả là nồi cơm không mua tại shop các bác nhé. Và nếu như chúng ta có một cái em nồi cơm nào đó mà chưa biết cách sử dụng thì hãy liên hệ qua Zalo, shop sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.